Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu đen có tên của cầu thủ Jonathan Kuminga nhỉ này của tôi. Bây giờ các bạn phải làm cùng tôi luôn nhé. Rồi, ok. Để bắt đầu và làm thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những dụng cụ như sau. Ở đây mình có chuẩn bị hai cái hộp có đựng các cái hạt khác nhau như thế này. Hộp đầu tiên thì mình sẽ đựng các cái hạt, nó có các cái màu sắc và hình dáng khác nhau nhé. Về màu sắc thì mình sẽ có các cái màu như là màu cam này, màu đỏ, màu hồng, màu tím, màu xanh than, màu đen, màu xanh lá này. Tiếp theo là màu trắng, màu bạc, màu nâu, các cái màu loang, màu vàng và cuối cùng là màu xanh nước biển. Về hình dáng thì mình sẽ có các cái hình như là hình quả bóng rổ, hình tròn của hình trái tim ở giữa, hình ngôi sao, hình vuông nhỏ này, hình tròn nhỏ, hình mặt cười, hình ống dài, hình vuông to, hình trái tim, hình bầu dục, các cái hình tròn, hình lục giác, hình vuông nhỏ, màu xanh nước biển. Và cuối cùng là các cái hạt hình viên kim cương này nhé. Tiếp đến hộp thứ hai thì mình sẽ đựng các cái hạt, nó có các cái chữ cái như thế này nhé. Ở đây mình có các cái chữ như là chữ S này, chữ Q, chữ R, chữ E. Hàng thứ hai thì mình có chữ R, chữ Y ngắn, chữ V, chữ A này. Hàng thứ ba thì mình có ba cái ô màu đen này, đựng các cái hạt hình vuông nhỏ có các cái chữ cái khác nhau. Hai ô này mình đựng các con số. Ô này mình đựng chữ N, chữ V. Còn các cái hàng và các ô còn lại, mình sẽ đựng rất nhiều các cái con số và các cái chữ cái khác nhau nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kim để mình sâu, một cuộn dây chun màu trắng, cuối cùng các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cây kéo như thế này nhé. Sau khi các bạn đã chuẩn bị xong đầy đủ dụng cụ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phải làm luôn nha. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cây kim. Tiếp theo là cuộn dây chun màu trắng này.
Bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây này vào cái cây kim này của mình nhé. Đó, mình sẽ buộc nó chặt vào như này nhé. Sau khi buộc xong, mình sẽ có cái sợi dây nó thừa ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt cho cái sợi dây này nó ngắn bớt đi nhé. Mình sẽ dùng cây kéo này để mình cắt ra nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ đo cho mình chiều dài của cái sợi dây này. Nó sẽ dài khoảng 30 cm nha.